Chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay thì tiếp tục đến với bài kiểm của em Phạm Nhi. Để em Nhi giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống mai ghép giống siêu bông mình lại bên vườn của em Nhi cho cô chú anh chị mình mua về mình lấy bo ghép ha. Hoặc là mình giữ là mình cho tết năm 2025 ha. Cây phát triển rất là sung, rất là mạnh khỏe luôn cô chú anh chị. Em mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của em Nhi ha. Không làm mất thời gian nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình gặp luôn em Nhi đến Nhi chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi anh chào em Nhi nha. Chị em xin chào anh và xin kính chào toàn thể các cô chú anh chị đang xem kênh nè. Hôm nay đã được cơm xin được cô chú anh chị lô mai giống nha. Cũng mong cô chú anh chị xem được cái nào ủng hộ em ạ. Vô cây clip hôm nay mã số 31A. Rồi. Một cây siêu bông bình lợi. Rồi. Thông số cái này luôn em ha. Dạ cái này được 3 bo luôn ha. Đẹp nha cô chú anh chị. Hôm nay thanh lý tiếp tục ha em ha. Dạ, quanh 15. Rồi. Quanh cũ 40. Cao 35, tán ngang được 60. Cái này em giao lưu cô chú anh chị mình 450.000 xả hàng nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 32A cô chú anh chị một cây siêu bông bình lợi nha. Rồi. Cái này ghép được 2 bo ha. Bo già nè cô chú anh chị ha. Đó, hàng bao chuẩn giống cô chú anh chị mình cứ an tâm nha. Quanh 16. Đó. Cao 58, cái này được 63. Cái này em giao lưu cô chú anh chị gần xa mình giá này 500.000 thôi nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 33. 33A một cái siêu bông bình lợi tiếp tục nha cả nhà. Rồi. Cái này bo cũng khá là già cô chú anh chị ha. Bo già nè, về lấy bo liền ok nè ha. Quanh được 17. Rồi. Cao được 67, tán ngang được 45. Cái này em giao luôn cô chú anh chị gần xa mình giá chỉ 500.000 thôi nha. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 34A cũng là cây siêu bông bình lợi nha. Rồi. Quanh được 15. Bo già nè cô chú anh chị ha. Cao 59. Tán ngang được 62. Lấy bo liền ok luôn á. Cái này em giao lưu cô chú anh chị gần xa mình giá cái này là 550.000. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 35A. Rồi. Một cái siêu bông bình lợi nữa nha. Cái này có đế luôn cô chú anh chị ha. Quanh cây đang đi đọt. Đó, bung đọt đều gan luôn cô chú anh chị. Tán ngang được 34. Rồi. Cái này em giao lưu cô chú anh chị gần xa mình giá cái này là 500.000 nha. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 36A là cây siêu bông bình lợi nha cả nhà. Rồi cái tàn nè, cây này dựng cái ngọn một cái là cái tàn khủng khiếp luôn, bo siêu già luôn. 17. Cái này ai lấy bo liền là ok nè cô chú anh chị ha. Nè. Tán ngang được 57. Rồi. Cái này em giao luôn cô chú anh chị gần xa mình giá 600.000 nha. Rồi, 600 bao ship ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 37A. 37A nha cô chú anh chị. Cây siêu bông bình lợi nha. Cái này ghép cũng được 3 bo ha cô chú anh chị ha. Và cây đang đi đọt nè. Rất là sung nha. Quanh 18. Cao 41, tán ngang được 40. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình nè. Giá cái này là 450.000. Rồi, đó cây. Rồi tiếp theo cây mã số 38A nha. Cũng là một cây siêu bông bình lợi. Cây đi đọt rất là sung nè cô chú anh chị ha. Quanh 15. Rồi, cây này ghép được 2 bo lớn. 56, tán ngang 68. Cái này em giao luôn cô chú anh chị gần xa mình giá cái này 500.000. Rồi, đợi cây. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 39. 9A. À. Một cây siêu bông bình lợi nữa. Rồi, cái này bo khá là già luôn ha. Rồi, thông số luôn em ha. Quanh được 15. Rồi. Cao 56, tán ngang được 51. Bo già. Em giao luôn cô chú anh chị gần xa mình giá này là 500.000 nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 40A. Rồi. 40A là một cây siêu bông bình lợi nha. Rồi. Cái này ghép cũng được 3 bo lớn ha. Quanh được 15. Rồi. Cao 42, tán ngang 47. Rồi. Này em giao luôn cô chú anh chị gần xa mình giá 500.000. Rồi, cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 41A. Một cây siêu bông bình lợi nữa nha. Rồi. Thông số cây này luôn em ha. Quanh 15. Rồi. Cao 53, tán ngang được 61. Cái này em giao lưu cô chú anh chị gần xa mình giá cái này là 500.000 luôn. Rồi, rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 42A. Rồi. Cây siêu bông bình lợi nữa. Quanh được 15. Rồi, cây bo già. Cao 52, tán ngang được 44. Cái này em giao lưu cô chú anh chị gần xa mình giá cái này là 450.000 và cũng là cây của clip của em nha. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip và ủng hộ trong thời gian qua ạ. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được kênh nào ủng hộ em nha. Em xin chào và gặp lại ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như em Nhi cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và đã ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mà những clip tiếp theo ạ.